Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu. Khi ấy, Chúa Giêsu đang nói, thì có một vị kỳ mục kia đến, lạy người mà thưa rằng, lạy Ngài, con gái tôi vừa mới chết, nhưng xin Ngài đến đặt tay trên nó, thì nó sẽ sống lại. Chúa Giêsu trỗi dậy, và cùng với các môn đệ đi theo ông ấy. Và này, có người đàn bà bị bệnh loạn huyết đã 12 năm, tiến lại đằng sau người và chạm đến gấu áo người. Vì bà nghĩ thầm rằng, nếu tôi được chạm đến áo người thôi, thì tôi sẽ được khỏi. Chúa Giêsu ngoảnh lại, trông thấy bà ta, liền phán rằng, này con, hãy vững lòng, đức tin của con đã cứu thoát con. Và người đàn bà được khỏi bệnh. Khi Chúa Giêsu đến nhà vị kỳ mục và thấy những người thổi kèn và đám đông đang xôn xao, thì bảo rằng, các ngươi hãy lui ra, con bé không có chết đâu, nó ngủ đó thôi. Họ liền nhạo cười người, và khi đã xua đám đông ra ngoài, người vào cầm tay đứa bé và nó liền trỗi dậy. Tin này đồn đi khắp cả miền ấy. Đó là lời Chúa. Người đàn bà sờ vào tua áo của người, vì bà nghĩ, tôi chỉ cần sờ vào áo của người thôi là sẽ được cứu. Gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa Giêsu hàng ngày, đó chính là cách thể hiện đời sống đức tin của chúng ta. Tin mừng hôm nay thuật lại hai cuộc tiếp xúc với Chúa Giêsu, một đối với người đàn bà bị bệnh, và một đối với cô bé gái đã chết. Dù là trực tiếp được Chúa Giêsu nắm tay, hay chỉ là gián tiếp qua gấu áo choàng, dù là công khai hay kín đáo, nhưng một khi đã có sự tiếp xúc với Chúa Giêsu, thì nguồn ơn thánh sẽ được thông ban, người đàn bà được lành bệnh và cô bé gái sống lại. Một trong những cơn bệnh của thế giới chúng ta ngày nay là coi thường những cuộc gặp gỡ, tiếp xúc với Chúa Giêsu. Dù Chúa Giêsu đã về trời, nhưng Ngài còn muốn hiện diện bên cạnh con người. Vì vậy mà Ngài đã lập ra các bí tích để qua đó gặp gỡ, tiếp xúc với con người. Thế nhưng, nhiều người lại coi các bí tích như là những phù phép hình thức bên ngoài không cần thiết. Họ chủ trương chỉ sống đạo trong lòng là đủ. Dĩ nhiên, tuân giữ lời Chúa và thực hành lời Chúa là căn bản cho đời sống đạo. Nhưng nếu chỉ có vậy không, thì cũng chẳng khác gì đời sống đạo của dân Do Thái thời xưa. Họ cũng có niềm tin vào Thiên Chúa, cũng có 10 giới răn để tuân giữ, nhưng họ không có các bí tích, cho nên thiếu sức sống của tình yêu. Đến với các bí tích, nhất là bí tích giải tội, bí tích thánh thể, tức là đến với Chúa Giêsu, tiếp xúc với Chúa Giêsu. Có tiếp xúc với Chúa Giêsu, thì dù trực tiếp hay gián tiếp, ơn lành của Chúa vẫn được phân phát, sức sống tình yêu của Chúa vẫn được trao ban. Xin Chúa biến đổi chúng ta, biến đổi từ từ qua cầu nguyện. Mỗi lần chúng ta thấy Chúa, xin Chúa biến đổi ánh mắt chúng ta. Mỗi lần rước Chúa, xin Chúa biến đổi môi miệng chúng ta. Mỗi lần nghe lời Chúa, xin Chúa biến đổi tai chúng ta. Xin làm cho khuôn mặt chúng ta ngời sáng hơn sau mỗi lần gặp Chúa.